Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm nay chúng ta cùng đến với một bài thơ rất hay, nói về tình yêu nước, tình yêu con của những người phụ nữ dân tộc Tà Ôi, qua bài tập đọc Khúc Hát Luôn Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ của Nguyễn Khoa Điềm. Bài thơ này được sáng tác năm 1971, khi tác giả đang công tác ở chiến khu miền Tây, Thừa Thiên. Đây cũng là thời kỳ cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đang ở giai đoạn rất cam go và quyết liệt. Đồng bào dân tộc Tà Ôi thường có thói quen điệu con trên lưng đi làm. Những em bé Tà Ôi cũng lớn lên trên lưng mẹ. Thì trẻ em miền xuôi nằm nôi nên có hát ru là hát đưa nôi. Và đây là nhan đề độc đáo, ấn tượng, phản ánh hiện thực. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các con. Và sau khi cô đọc, các con sẽ dò theo cô, đọc thầm theo cô và tìm cho cô những từ khó. Khúc hát luôn những em bé lớn trên lưng mẹ. Em thu tay ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ. Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội, nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Mồ hôi mẹ rơi, má em nóng hổi, vai mẹ gầy, nhấp nhô làm gối. Lưng đưa nôi và tim hát thành lời. Ngủ ngoan a cây ơi, ngủ ngoan a cây hỡi. Mẹ thương a cây, mẹ thương bộ đội. Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần, mai sau con lớn vung chày lún sân. Em thu tay ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ. Mẹ đang tỉa bắp trên núi ca ngươi, lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ. Em ngủ ngoan, em đừng làm mẹ mỏi. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Ngủ ngoan a cây ơi, ngủ ngoan a cây hỡi. Nguyễn Khoa Điềm. Bài thơ này được chia làm hai đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến vung chày lún sân. Đoạn 2 là đoạn còn lại. Bây giờ cô và các con cùng nhau đến với phần luyện đọc. Các con sẽ đọc theo cô. Giã gạo, giã gạo. Nhịp chày, nhịp chày. Nóng hổi, nóng hổi. Nhấp nhô, nhấp nhô. Trắng ngần, trắng ngần. Vung chày, vung chày. Lún sân, lún sân. Ca lươi, ca lươi. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa. Giã gạo, nhịp chày. Nóng hổi, nhấp nhô. Trắng ngần, vung chày. Lún sân, ca lươi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải nghĩa từ. Lưng đưa nôi là lưng người mẹ đu đưa như chiếc nôi ru cho con ngủ. Bây giờ các con nhìn thấy trên ảnh rồi, những người mẹ thường điệu con trên lưng và những em bé sẽ đi làm theo mẹ và ngủ trên lưng mẹ. Tim hát thành lời là lời hát ru cất lên từ trái tim yêu thương của mẹ. Ví dụ, lời ru của mẹ chứa chan yêu thương từ tận đáy lòng như trái tim hát thành lời. A cây
Đây là tiếng dân tộc Tà Ôi, A Cây có nghĩa là con. Ví dụ, ngủ ngoan A Cây ơi, ngủ ngoan A Cây hỡi. Núi Ca Nươi là tên một ngọn núi phía Tây Thừa Thiên Huế. Đây là hình ảnh đi tỉa bắp. Đây là hình ảnh giã gạo. Chúng ta cùng nhau luyện đọc các câu. Bây giờ các con sẽ chú ý lắng nghe cô đọc. Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội. Nguyệt chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Mồ hôi mẹ rơi, má em nóng hổi. Vai mẹ gầy, nhấp nhô làm gối. Lưng đưa nôi, và tiên hát thành lời. À, các con chú ý, các con phải nhắc hơi ở những dấu gạch xiên của cô. Bây giờ cô sẽ đọc lại. Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội. Nguyệt chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Mồ hôi mẹ rơi, má em nóng hổi. Vai mẹ gầy, nhấp nhô làm gối. Lưng đưa nôi, và tim hát thành lời. À, nội dung của bài này đó là ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà Ôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu các từ khó và cùng nhau luyện đọc rồi. Trước khi các con tìm hiểu bài thì các con hãy đọc kỹ cho cô 3 lần bài này. Sau đó các con sẽ làm cho cô bộ câu hỏi. Chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào các con.